Người đến tuổi 60 không nói chuyện, 70 không ngủ lại, 80 không mời cơm, muốn sống lâu phải nhớ kỹ. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, từ thời xa xưa, cổ nhân đã đúc rút ra rất nhiều quy tắc, điều cấm kỵ và những kinh nghiệm trong cuộc sống của con người. Thậm chí có nhiều câu nói nổi tiếng được truyền đạt một cách khéo léo từ đời này sang đời khác. Dù cuộc sống hiện nay rất phát triển và hiện đại, thậm chí là thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có những kinh nghiệm, quy tắc của người xưa còn không ít những giá trị nhất định. Câu nói dưới đây là một trong những minh chứng đó. Cổ nhân có câu 60 không nói chuyện, 70 không ngủ lại, 80 không mời cơm. Vậy câu này rốt cục người xưa muốn nói điều gì? Mời quý vị cùng theo dõi và suy ngẫm nhé. 1. 60 không nói chuyện. Trên thực tế, trong xã hội hiện đại, tuổi 60 chưa phải là già và nhiều người vẫn còn rất trẻ và khỏe. Thế nhưng trong xã hội thời cổ đại, 60 là độ tuổi của người già, bởi vì thời đó mức sống không tốt, trình độ y tế cũng chưa cao. Hơn nữa, thể chất của con người không tốt lắm nên tuổi thọ trung bình cũng không cao. Trong xã hội cổ đại, mọi người cơ bản đều kết hôn rất sớm. Phụ nữ bắt đầu có con ở tuổi thiếu niên, do đó người xưa khoảng 40 tuổi đã được coi là già. Trên thực tế, tuổi thọ trung bình của người dân trong các triều đại Tần, Hán là dưới 30 tuổi. Tuổi thọ trung bình của người dân thời nhà Minh, nhà Thanh cũng không quá 40. Chính vì vậy, những người có thể sống thọ đến 60 tuổi là không nhiều. Trong thời đại ngày nay, 60 tuổi vẫn rất linh hoạt, nhưng trong xã hội cổ đại, người 60 tuổi chân tay sẽ chậm chạp, có người đầu óc không còn linh hoạt như trước, phản ứng cũng sẽ rất chậm. Do đó, nếu trò chuyện, tranh luận với những người 60 tuổi thì sẽ vô tình làm rối loạn suy nghĩ của họ, dễ gây hiểu lầm. Do đó, người xưa mới khuyên rằng 60 không nói chuyện, với hàm ý là người trẻ không nên nói nhiều, tranh luận quá sâu với người tuổi 60 để tránh xảy ra xung đột về lời nói, mâu thuẫn. Bởi vì người cao tuổi không thể bắt kịp xu hướng suy nghĩ của người trẻ, sẽ có thể xảy ra những tranh cãi trong lời nói. Đặc biệt, suy nghĩ của người xưa còn rất truyền thống và mang tư tưởng phong kiến, nên họ chưa thể chấp nhận được những hành vi mới của lớp trẻ. Hơn nữa, người ở độ tuổi 60 cũng có thể trạng yếu, dễ nổi nóng nên rất có thể xảy ra xung đột với người trẻ. Trong một gia đình, việc người già xung đột, mâu thuẫn với người trẻ có thể gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến không khí của gia đình. 2. 70 không ngủ lại. Vế này cũng dễ hiểu bởi trong thời cổ đại, người 70 tuổi đã được coi là sống rất thọ. Ở độ tuổi này, các chức năng về mặt thể chất đã suy giảm không ít và người già có thể sẽ gặp một số vấn đề. Việc những người ở độ tuổi 70 ra ngoài để đi dạo hoặc thăm hỏi người khác là chuyện bình thường. Tuy nhiên, người xưa cho rằng không nên để những vị khách ở độ tuổi 70 ngủ lại nhà mình, bởi người già 70 tuổi có thể sẽ có những vấn đề nguy hiểm nếu không được chăm sóc đúng cách, chẳng hạn như trong ăn uống, nhà ở. Nếu có điều gì không may xảy ra, gia chủ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm rất nhiều, thậm chí rơi vào những rắc rối không đáng có với những vị khách cao tuổi này. 3. 80 không mời cơm. Vế này có nghĩa là gia chủ cũng không nên giữ người già 80 tuổi ở lại ăn cơm. Nguyên nhân là 80 là tuổi thọ rất cao, những người ở độ tuổi này cần phải cẩn thận hơn trong chế độ ăn uống hàng ngày, đặc biệt là với một số thức ăn khó tiêu. Nếu giữ những vị khách cao tuổi ở lại ăn cơm mà không nắm rõ được chế độ dinh dưỡng, thể trạng hàng ngày của họ, thì có thể nảy sinh một số rắc rối. Chế độ ăn uống không cẩn thận một chút là sẽ khiến cơ thể bị khó chịu. Vì vậy, khi những người cao tuổi ra ngoài thì không nên ép họ ở lại dùng bữa. Thực ra, vế này có vẻ là lo lắng hơi thái quá của người xưa. Tuy nhiên, suy cho cùng, trong điều kiện và hoàn cảnh của người xưa, việc lo xa và phòng tránh bất trắc cho người thân, gia đình là điều nên làm. Trong cuộc sống hiện đại, dù nhiều thứ thay đổi, điều kiện y tế tốt, nhưng chúng ta cũng cần phải chú ý suy xét từng trường hợp, đặc biệt là với người già, để đảm bảo sức khỏe cho họ và giữ cho gia đình luôn êm ấm. Quý vị thân mến,
Từ cổ chí kim, con người đều có chung một mong muốn là có thể sống khỏe mạnh, trường thọ. Nhưng thực tế, không phải ai cũng làm được điều đó, ngay kể cả với người có tiền, có địa vị, thừa điều kiện để chăm sóc sức khỏe, cũng chưa hẳn đã có phương pháp dưỡng sinh đúng. Theo các chuyên gia sức khỏe và dưỡng sinh trên kênh Bác sĩ Gia đình, tập thể dục mỗi ngày sẽ giúp tăng cường chức năng tim phổi, từ đó thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, giảm lipid máu, có tác dụng tích cực đối với sức khỏe. Tuy nhiên, kế hoạch tập luyện hàng ngày, dù tốt đến đâu, cũng vẫn phải chú ý đến sự phù hợp của độ tuổi và thể trạng của bạn. Nếu không, có thể phản tác dụng đối với sức khỏe của bạn. Bên cạnh đó, ngoài việc tập luyện, nhiều yếu tố khác diễn ra trong cuộc sống hàng ngày cũng ảnh hưởng đến việc bạn có thể đạt được tuổi thọ cao hay không. Làm thế nào để sống lâu hơn là một câu hỏi chung cho hầu hết mọi người. Do vậy, hãy ghi nhớ 6 điều quan trọng được nhắc đến sau đây trong cuộc sống. Thực hiện được chính là cách bạn tự nỗ lực không ngừng để tăng tuổi thọ cho chính mình. 1. Tuổi thọ liên quan đến gen. Trường thọ là mục tiêu muôn thuở của loài người. Hơn một nửa số người sống lâu có di truyền tốt. Đây là điều duy nhất chúng ta không thể lựa chọn. Yếu tố di truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau bao gồm tính nhạy cảm với bệnh tật, chức năng miễn dịch, sức đề kháng tâm lý. Vì vậy, cha mẹ có khả năng sống thọ thì sẽ truyền cho con cái những gen di truyền để trường thọ. 2. Tập thể dục đúng cách rất tốt cho sức khỏe. Mức độ vận động hàng ngày của mỗi người là khác nhau dựa trên nền tảng sức khỏe cá nhân, hoàn cảnh của từng người. Ví dụ, một số người trung niên và cao tuổi thích hợp với một số bài tập thể dục vừa sức. Bạn có thể tìm lượng vận động phù hợp nhất tùy theo khả năng tập luyện của mình. Không nên tập quá sức, tập xong thấy mệt. Điều này là để nhằm ngăn chặn chức năng của tim, phổi, cơ, khớp vượt quá khả năng của chúng. Vận động phù hợp sẽ mang lại cho con người cảm giác giải nén, thư giãn, sảng khoái, nâng cao tinh thần. 3. Duy trì thường xuyên một lối sống tốt. Tuân thủ một lối sống tốt cũng là yếu tố rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng sức khỏe ổn định và nâng cao tuổi thọ. Cách tốt nhất là bạn nên tránh xa thuốc lá, rượu bia, ăn ít gan động vật, nội tạng và đồ ngọt hay những thói quen xấu có thể gây hại sức khỏe. Nên cố gắng kiểm soát tổng lượng calo ăn vào mỗi ngày, kiểm soát chất lượng và số lượng bữa ăn hàng ngày, không để dạ dày bị phình ra do ăn quá nhiều. Ăn nhiều trái cây tươi và rau quả, duy trì một chế độ dinh dưỡng cân bằng, đa dạng, điều độ, đúng giờ, có thói quen làm việc, nghỉ ngơi hợp lý hàng ngày để đảm bảo ngủ đủ giấc. 4. Nỗ lực duy trì một thái độ tinh thần tốt. Trong cuộc sống sẽ luôn có nhiều điều không thoải mái, khiến chúng ta bị xáo trộn trong suy nghĩ và tình cảm. Nhưng may mắn thay, tâm trạng của chúng ta lại hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì bạn cũng nên đối xử với hoàn cảnh đó với thái độ cởi mở. Dù gặp chuyện lớn đến đâu, cũng nên nhẹ nhàng đối diện và sớm vượt qua. Đừng để cảm xúc của bạn dao động quá nhiều, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. 5. Cẩn thận với mối đe dọa của các bệnh tim mạch, mạch máu não và các khối u ác tính. Trong xã hội hiện đại, những căn bệnh nguy hiểm đe dọa đến tuổi thọ của con người là các bệnh về tim mạch, mạch máu não và các khối u ác tính. Những người có tâm trạng vui vẻ sẽ ít mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não. Các bệnh liên quan đến cảm xúc như trầm cảm, tức giận, tâm trạng kém sẽ làm tổn thương hệ thống miễn dịch, bệnh tật sẽ xâm nhập vào cơ thể. Do đó, các nghiên cứu cũng khẳng định rằng những người vui vẻ ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư hơn. 6. Chất lượng cuộc sống là mục tiêu quan trọng, cần ưu tiên hàng đầu. Tuổi thọ tất nhiên là điều bạn mong muốn, nhưng không phải chắc chắn sẽ đạt được nếu như bạn không áp dụng các giải pháp nâng cao tuổi thọ mỗi ngày. Chất lượng cuộc sống chính là cơ sở của tuổi thọ. Do đó, hãy chú ý đến từng khía cạnh nhỏ trong cuộc sống hàng ngày để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn. Tóm lại, chúng ta cần hiểu rằng tập thể dục hàng ngày không phải là tiêu chí duy nhất đảm bảo cho một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Ngoài việc tập luyện hàng ngày, việc bạn sống lâu hơn cũng liên quan đến nhiều yếu tố tâm lý quyết định chất lượng cuộc sống. Chức năng tim phổi cũng rất quan trọng. Chỉ có các cơ và khớp khỏe mạnh mới có thể vận động tự do thì cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Dựa vào những yếu tố trên, ngoài việc tập luyện thể dục có thể giúp kéo dài tuổi thọ, thì việc nâng cao chất lượng cuộc sống cũng rất cần thiết.